Thưa quý vị và các bạn, việc một số hộ dân tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi cố tình không bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp số 5, huyện Ân Thi đã tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch để chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp. Khu công nghiệp số 5 có diện tích hơn 190 ha, hiện còn 4 hộ dân tại thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng. Sau khi được tuyên truyền vận động, ba hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù. Hộ gia đình còn lại là gia đình ông Nguyễn Văn Phong. Dù đã được các ngành chức năng của địa phương tuyên truyền vận động nhiều lần, cơ chế chính sách bồi thường theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa chấp hành. Để không làm gián đoạn việc tiếp nhận dự án và đầu tư, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, huyện Ân Thi đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đồng bộ hạ tầng.